Bên cạnh công tác xét nghiệm, ngành giáo dục thành phố cũng lên kế hoạch bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh phải thực hiện công tác khai báo y tế. Các điểm thi thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc sau khi lấy mẫu xét nghiệm. Thí sinh đeo khẩu trang y tế từ nhà đến điểm thi, trong suốt buổi thi và từ điểm thi về nhà, đem khẩu trang dự phòng, mang theo bình nước uống cá nhân, đảm bảo giãn cách trong suốt quá trình tham gia các khâu của kỳ thi. Phụ huynh đưa đón thí sinh dừng xe cách cổng điểm thi tối thiểu 50m, tuyệt đối không được tập trung trước cổng điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố có 31 điểm thi, trong đó điểm thi trường Trung học phổ thông Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn dành cho thí sinh diện F1, F2. Theo dự kiến, đợt 1 của kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2021. Đợt 2 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thời gian cụ thể tổ chức dựa trên căn cứ đề nghị từ các địa phương.